hơn 300 tín hữu Cách Thích bỏ chạy về phía bắc núi Sinai của Ai Cập. Dòng tu đầu tiên được thành lập sau cuộc cấm đoán của vua Henry VIII ở Ireland. Linh mục Tito German, tử đạo dưới thời Cộng sản Slovakia, sắp được tuyên thánh. Hơn 300 tín hữu Cách Thích bỏ chạy về phía bắc núi Sinai của Ai Cập. Hàng chục gia đình Kitô hữu đã phải di tản tới khu vực phía bắc núi Sinai của Ai Cập vì sự leo thang của những cuộc tấn công và đe dọa từ phía lực lượng quá khích Hồi giáo, một nhánh của ISIS trong khu vực. Theo nguồn tin từ phía những người đứng đầu giáo hội, ít nhất đã có 100 hộ gia đình phải chạy đến El Aris ở phía bắc núi Sinai và tị nạn ở thành phố kênh đào Suez của Ismailia. Trong khi thông tấn Reuters cho biết 200 sinh viên Kitô giáo Coptic đang học ở El Aris cũng đã phải bỏ chạy. Cuộc xuất hành của hàng chục gia đình Kitô hữu đã đến sau sự kiện 7 Kitô hữu Coptic bị giết bởi tay ISIS. Một trong những trường hợp bị sát hại gần nhất là người đàn ông 35 tuổi bị thiêu sống sau khi chính người cha của anh bị giết chết, cũng bởi lực lượng quá khích này. Nhánh ISIS ở Ai Cập này đã tung ra một đoạn phim nói sẽ có nhiều cuộc tấn công nữa nhắm vào các Kitô hữu và đe dọa sẽ quét sạch cộng đồng thiểu số này ra khỏi dân số của Ai Cập. Giáo hội chính thống giáo Coptic Ai Cập đã chính thức lên án cũng như báo động về tình hình khủng bố ngày càng gia tăng trong khu vực phía bắc núi Sinai và kêu gọi chính phủ bảo vệ hội thánh Kitô giáo Coptic trong khu vực. Theo tờ đường phố Ai Cập, thì Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã ra lệnh cho quân đội Ai Cập và lực lượng cảnh sát dẹp sạch toàn bộ khủng bố tại khu vực phía bắc núi Sinai cũng như bảo vệ người dân trong khu vực đó. Hiện vẫn chưa có thống kê chính xác về số lượng Kitô hữu sống tại El Aris và khu vực phía bắc núi Sinai. Giáo hội Coptic chiếm khoảng 10% trên tổng dân số 90 triệu người của Ai Cập. Khu vực phía bắc núi Sinai vẫn luôn xảy ra giao chiến giữa lực lượng quân đội và các phiến quân kể từ năm 2013 sau khi cựu Tổng thống người Hồi giáo Mohamed Morsi thoái vị. Phần lớn các cuộc tấn công nổ ra dưới sự chỉ huy của bang Azaban al-Maqdis hay còn gọi là bang Wilayat Sinai, một tổ chức khủng bố đã chính thức đầu quân cho ISIS. Dòng tu đầu tiên được thành lập sau cuộc cấm đoán của vua Henry VIII ở Ireland. Một tu viện mới là nhà của 8 tu sĩ Benedictine từ Hoa Kỳ vừa mới được thành lập ở giáo phận Smith tại Ireland. Cuối tuần trước, Đức giám mục Michael Smith đã chủ trì thánh lễ và công bố luật thành lập dòng tu của các thầy đan sĩ Benedict hay còn gọi là Biển Đức trong tiếng Việt. Tu viện là nhà của cộng đoàn gồm 8 đan sĩ sống theo luật thánh Benedict. Họ đến từ Tulsa, USA năm 2012 và ở trên phần đất mà trong lịch sử đã có dòng thăm viếng sinh hoạt. Đức giám mục Smith đã ký quyết định thành lập dòng tu Benedictine tôn kính bí tích cực thánh nơi bàn thờ hôm 25 tháng 2 vừa qua, là một đan viện sống đời thánh hiến của giáo phận tại Smith. Và quyết định này đánh dấu lần đầu tiên một cộng đoàn dòng tu mới chính thức được thành lập tại giáo phận Smith kể từ cuộc đàn áp bách hại các tu viện dòng tu của vua Henry đệ 8 năm 1536. Giám mục Smith cho biết lịch sử đời sống tu viện dòng tu xem như đang được phát triển sau hàng thế kỷ và tôi vui mừng công nhận sự hiện diện đầu tiên của dòng tu mới này ở giáo phận Smith. Ngài tiếp tục, qua lời cầu nguyện, sự nghiên cứu học hỏi lòng mến mộ, các thầy tu đã đánh động trái tim và đời sống chứng nhân âm thầm của họ đã nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn luôn ban cho giáo hội những ân sủng và nhiều món quà mới. Linh mục Tito German, tử đạo dưới thời Cộng sản Slovakia, sắp được tuyên thánh. Hôm thứ Hai ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, và đệ trình hồ sơ tiến trình tuyên thánh cho một vị tử đạo và 7 vị nhân đức anh hùng. Trong đó, bộ hồ sơ tuyên thánh tử đạo là vị tôi tớ Chúa
Linh mục Tito Jemen, người Slovakia, tu sĩ dòng Salesian. Linh mục Tito Jemen sinh tại Vanari ở Slovakia vào ngày 4 tháng 1 năm 1915 và tử đạo vào ngày 8 tháng 1 năm 1969. Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân có nhiều anh chị em, thời thơ ấu, sức khỏe yếu, trong người mang nhiều trọng bệnh khác nhau. Năm 10 tuổi, mẹ ngài khấn với Đức Mẹ, nếu con bà được khỏe mạnh thì sẽ dâng con cho Chúa để trở thành một vị linh mục dòng Salesian. Sau đó, ngài đã gia nhập dòng khấn lần đầu vào năm 1931, được thụ phong linh mục vào năm 1940. Ngài đã kịch liệt chống lại chế độ cộng sản và bị ép phải ngừng dạy học năm 1946. Vào năm 1950, cộng sản tìm mọi cách trục xuất tôn giáo ra khỏi đất nước, không thể đào tạo linh mục trong nước. Ngài đã liều mình tổ chức đưa những bạn trẻ muốn làm linh mục vượt biên ra khỏi bức màn sắt để đến Roma đào tạo linh mục ở thành phố Turin. Hai lần đưa người chót lọt, thì đến lần thứ ba, tháng 4 năm 1951, ngài đã bị cộng sản bắt. Linh mục Jemen phải đối mặt với 13 năm tù, bị tra tấn khủng bố và bắt lao động khổ sai. Ngài bị cô lập hoàn toàn và bị bắt làm việc với các chất phóng xạ uranium mà không có bất kỳ sự bảo hộ lao động nào. Ngài còn bị trại giam gắn cho nhãn hiệu một người cần loại bỏ. Năm 1964, ngài ra tù nhưng liên tục bị theo dõi và bắt bớ. Ngài bị cấm thi hành tác vụ linh mục và qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 1969 sau một cơn đau tim dữ dội. Dù không chết trong nhà tù cộng sản, nhưng cha Jemen đã được xem là một vị tử đạo. Năm 1991, sau khi cộng sản Slovakia sụp đổ, hồ sơ của cha được xét lại và được tuyên bố hoàn toàn vô tội. Cha Jemen đã sống yêu mến và hăng say đi theo Chúa Giêsu trên con đường ơn gọi và nhiệt thành mục vụ cho các bạn trẻ, đặc biệt trong ơn gọi tận hiến dòng thánh Salesian.